11, em rất vinh dự khi được thay mặt các bạn học sinh trường trung học cơ sở Tân Quang và là đại diện cho tập thể lớp 8A số phát biểu trong ngày lễ hội trọng đại này. Sau đây em xin trình bày bài dự thi của lớp mình. Tri ân thầy cô, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Có một nghề bụi phóng dính đài tên, người ta bảo là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây trên đất, lại nữa cho đời những đóa hoa thơm. Vâng, đó chính là những ca từ thật đẹp, mang đầy ý nghĩa ca ngợi nghề nhà giáo cao quý, nghề nghiệp trồng người của những người thầy, cô giáo đã và đang đứng trên bục giảng thân thương. Có lẽ không một sự so sánh hay từ ngữ nào có thể đủ sức để thể hiện những công lao to lớn, sự tận tụy của những người lái đò thầm lặng. Món quà ý nghĩa nhất để dành tặng đến thầy cô đó là tình cảm chân thành xuất phát từ tâm hồn học trò. Alexander the Great từng nói, tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy cô đã dạy tôi sống đẹp. Thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Những người không chỉ dạy cho chúng ta những điều hay lễ phỏi mà còn mang đến cho chúng ta cả một câu chuyện không khác. Trong tiếng đời xin suy lặng, và hôm nay là sự lắp sắp của những cơn mưa cuối tháng 11. Chúng em còn chấp nhận ra ngày 20 tháng 11 đã chấp đến rồi. Ngày để mỗi chúng ta thể hiện những cử chỉ, tình cảm thân thương nhất đối với những người thầy, người cô kính yêu. Mỗi khi nhắc đến hai chữ thân thương, thầy cô, chúng em lại nhớ đến những người đã trọng tuệ, kiên trì để chúng em tập trèo, uống nhé những chữ viết đầu tiên trong cuộc đời. Những người không chỉ mang đến là kiến thức để cho chúng em những điều hay lễ phải mà còn là nguồn động lực to lớn giúp chúng em trưởng thành. Những người đã làm từ tất cả vừa học trên thân yêu tất cả những môn trái gió trời chở vẫn lại nghĩ đến trường mang những con chữ đến với các bài em thơ hai chữ thầy cô mình bị ái tưới khiêu dòng trên ký ức trên tâm hồn của chúng em từ cỡ nào không hay niềm hạnh phúc lớn lao biết mấy khi được thi đẹp được biết thầy biết cô khi chúng em càng không hiểu vai trò lớn lao của thầy cô càng đi sâu công ơn thầy cô những người đã chắc chắn ước mơ cho ra thế hệ học trò trong em trở thành hiện thực. Thầy cô là những kỹ sư tâm hồn, những người đang tạo ra cho xã hội cuộc sống những sản phẩm là những con người là niềm tự hào đối với quê hương đất nước, với gia đình và với cả những người lái đò thầm lặng. Ai nói thầy cô không lao động? Xin thưa các thầy các cô đã lao động hết công suất đến mức quên cả chính bản thân mình. Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sườn vai, thầy vẫn đi buồn vui lẹ lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Dẫu đến hết sao trời đêm nay, dẫu đến hết lá mùa thu rơi. Nhưng ngàn năm làm sao em đến hết trong ơn người thầy. Những người thầy, cô giáo có những ước mơ, niềm yêu nghề chán bảo luôn thực hiện thiên chắc. Của mình là dạy dỗ những cô cậu học sinh đen người. Thầy, cô như ngọc hải đang soi sáng bước chúng em đây là ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Thầy cô cho em niềm tin, niềm hy vọng. Thầy cô dạy chúng em học tập, biết yêu quê hương đất nước. Thầy cô là nguồn động viên tinh thần của chúng em. Dòng đời vẫn cuốn trôi, những chiếc đò hàng em thầy cô chở. Thầy cô cầm ngọn chở khách sang sông, nhưng có lẽ chẳng mấy ai đã từng ngồi trên chiếc đò thầy cô chở lại không quay lại với hai chữ biết ơn. Trong những ngày này, hòa chung vào không khí kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng em bày một tình cảm chân thành nhất. Xin gửi tới các thầy, cô giáo muôn vàn lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy, cô giáo luôn luôn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống và luôn giữ vững tay trèo để điều đó những chuyến lò trở lại trên tốt tập đến an toàn. Chúng em xin hứa chỉ tu dưỡng đạo, đạo đức học tốt, cố gắng treo người bản thân từng ngày để mai treo khi chạm tới tỉnh Vinh Quang. Thầy cô có thể tự hào về những cô cậu học trò tinh nghịch, ngày nào đã nay đã trưởng thành và thành công rạng rỡ. Cuối cùng bằng tất cả những điều ước chân xét, em xin gửi tới thầy cô sự cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính gửi kính chúc các thầy cô giáo của chúng em có một ngày 20 tháng 11 thật ý nghĩa, nhiều niềm vui. Chúc các thầy các cô luôn luôn mạnh khỏe để làm tròn sứ mệnh cao cả của đời mình. Những người đi vào thành đạt.